Phong quay cho mọi người đơn đơn lô retro này nha. Là mã FD692301. Đâu này là bên dịch vụ ở đâu ship Mỹ của Phong nha mọi người. Đó, khá là đẹp ha. Cái giống suốt này nó làm cho cái viền nó hơi mờ mờ, nó làm cho mình cái ảo giác nhìn giống như nó hơi dạ quang một xíu ha mọi người. Chất liệu ở đây sẽ có leather da nè, rồi cái viền của đơn thì nó sẽ làm bằng suede da lộn ha, hoặc là nó bằng nhung á, nó hơi nhung. Rồi cái gót chân thì là bằng da rồi có theo chỉ lên đây. Đế cũng là Về đơn bình thường ha. Tem thì phân co bên đây đi cho dễ nè mọi người. Tem ở trong cái này kia đó là cái tem khó xem quá ha. Video đây nha. Đây là một cái sản phẩm bên dịch vụ The Ship Nhật của Phong. Hy vọng các bạn thích ủng hộ Phong nha.